Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog. Thì ngày hôm nay nhà cũng có làm mấy món được cơm chiều nha cả nhà. Cả nhà xem clip thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ gia đình một like một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì chiều nay nhà mình cũng có làm món bạch tuộc mình ghim nước mắm sa tế để ăn cơm chiều nha cả nhà. Món nữa thì ở đây mình làm thịt mình xào với lại đậu đũa nha. Ở đây thì mình cũng có sử sản sẵn một đậu đũa. Ở đây nguyên liệu mình làm thì có hành, tỏi, ớt. Mà cả nhà theo trong gia đình mình vào bếp nha. Thì ở đây bạch tuộc thì mình cũng trụng nước sôi sơ qua cái nha cả nhà. Thì ở đây bây giờ mình cũng bầm hành tỏi luôn nha cả nhà. Bây giờ nước cũng đã sôi nha cả nhà. Ở đây tiếp tục mình bỏ bạch tuộc mình trụng nha. Thì ở đây bạch tuộc của mình cũng đã trụng xong rồi nha cả nhà. Thì bạch tuộc của mình trụng xong rồi, bây giờ mình xả, mình rửa lại cho nó sạch nha cả nhà. Thì ở đây mình làm cái chén nước mắm sốt sa tế nha cả nhà, để mà mình ghim bạch tuộc nha. Ở đây thì mình cũng cho 2 muỗng nước mắm nha cả nhà, với lại mình cho thêm 2 muỗng đường nha, với lại 1 muỗng bột ngọt lưng nha. Ở đây mình cũng cho thêm 1 muỗng hạt nêm nha cả nhà. Nửa muỗng tiêu. Đây tiếp tục mình cho sa tế ớt vô luôn nha cả nhà. Để mình làm cái chén sốt nha. Mình quậy tất cả cho nó hỗn hợp, nó tan nha. Nó tan ra nha cả nhà. Ở đây bây giờ dầu cũng đã nóng rồi nha cả nhà. Tiếp tục mình cho hành tỏi vô nha. Ở đây mình sử dụng dầu là mình, ở đây mình làm dầu điều nha cả nhà. Bây giờ tiếp tục mình cho bạch tuộc vô luôn nha cả nhà. Bây giờ bạch tuộc mình cũng đã xăng rồi nha cả nhà. Tiếp tục mình cho cái chén nước sốt hồi nãy mình làm vô luôn nha. Thì ở đây mình cũng tiếp tục mình cho ớt vô luôn nha cả nhà.
Thì bây giờ ở đây mình cũng cho thêm một ít hành lá vô luôn nha cả nhà. Như vậy thì cái món bạch tuộc mà mình ghim nước mắm sa tế siêu cay của mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Thì bây giờ ở đây mình cũng xắt thịt ra để hồi mình xào với lại đậu đũa nha cả nhà. Thì ở đây bây giờ mình cũng nêm vô thịt một ít gia vị nha cả nhà. Như thường lệ thì hạt nêm, đường, bột ngọt. Tiêu. Ở đây thì mình cũng cho thêm một ít nước mắm nha cả nhà. Với lại ở đây mình cũng cho thêm một ít dầu hào nha. Ở đây mình cũng bỏ thêm hành tỏi. Mình trộn cho gia vị bắt đầu thấm. Như vậy thì thịt ở đây mình cũng đã ướp xong rồi nha cả nhà. Thì ở đây bây giờ tiếp tục mình lạc đậu đũa ra nha cả nhà. Như vậy thì đậu đũa mình nhìn cũng đã lặt xong rồi nha cả nhà. Ở đây bây giờ mình bắt chảo lên để bắt đầu mình xào đậu đũa nha cả nhà. Ở đây bây giờ dầu cũng đã nóng rồi nha, tiếp tục mình cho hành tỏi vô nha. Thì ở đây bây giờ hành tỏi cũng đã vàng nha cả nhà, tiếp tục mình cho thịt vô nha. Thì đây bây giờ tiếp tục mình cho đậu đũa vô luôn nha cả nhà. Đây thì mình cũng bỏ thêm ít đậu hành nha cả nhà. Được chưa? Thì bây giờ đây mình cũng cho một ít hành lá vô luôn nha cả nhà. Như vậy thì cái chảo thịt xào đậu đũa của mình cũng đã xong rồi nha. Ở đây mình cho thêm một ít tiêu nữa nha. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm chiều cùng gia đình mình luôn nha. Cái nhà cũng chuyện gia đình mình luôn nha. Cái nhà nha. Đậu đũa xào thịt nha.
Các bạn chơi không? Bạn về rồi mà, về với con mà. Về chưa? Đúng rồi. Đúng không? Không, các bạn luôn là rồi. Trong nhà nó mới đi rồi. Không có chơi đâu. Đúng rồi.
Video mình cũng đã dài nha, mình tạm thời kết thúc nha. Hẹn lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem clip hẹn nhớ kim hồ gia đình mình nha. Nếu như gia đình mình một like mình có chiếc cơ nha. Hẹn lại cả nhà video tiếp theo.